Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, dù lực lượng chức năng tỉnh Long An đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, song trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn còn cao. Theo thống kê, trong 9 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt 11.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm trên 44% tổng số vi phạm, phạt tiền trên 61 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức trên 11.000 ca tuần tra kiểm soát, với trên 44.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tập trung thực hiện các chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, phát hiện lập biên bản vi phạm 26.560 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 106 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn trên 5.800 trường hợp, tạm giữ trên 14.400 phương tiện.